Ở video này, Sài Gòn BF sẽ so sánh giữa hai bộ nồi 5 món Fischler, đó là Original Rovi Collection và Fischler Pure Collection. Thương hiệu Fischler không chỉ dẫn đầu về chất lượng mà còn dẫn đầu về mẫu mã. Các sản phẩm của thương hiệu Fischler mang kiểu dáng thanh lịch mà có chiều sâu. Các dòng sản phẩm được thiết kế mới nhất trong số các thương hiệu khác. Vì thế, thương hiệu Fischler khơi niềm sáng tạo và nguồn cảm hứng vô biên khi nấu nướng, giúp cho món ăn không chỉ ngon, đậm đà mà còn bắt mắt. Ở video này thì mình sẽ so sánh điểm khác biệt giữa hai bộ nồi để các bạn có thể đưa ra bộ nồi thích hợp phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thì mình sẽ bắt tay vào so sánh. Đầu tiên chính là chiếc bánh 16cm của bộ Original Rofi Collection. Thiết kế chất thép rất là dày, vành rót rộng, than đo dung tích và tay cầm dạng nguyên khối nha. Khi cầm rất là nặng tay và logo Fischler được in chìm vào trong chất thép. Đối với chiếc bánh này thì sử dụng đáy nồi Scooter độc quyền của Fischler. Thiết kế độc đáo cùng các khe rãnh để giúp bám vào mặt bếp hơn và đồng thời in logo Fischler ở giữa và các thông số bên ngoài. Tiếp theo đó là chiếc bánh 16cm của bộ Fischler Pure Collection, có chất thép mỏng hơn và vành rót nhỏ hơn, vẫn có than đo dung tích nhưng mà có điều là ở phần tay cầm có thiết kế không nguyên khối như ở chiếc bánh kia, trông có vẻ thiếu chắc chắn hơn. Sử dụng đáy nồi Super Thermic độc quyền, có phần trơn nhẵn và không có những khía cạnh như bộ của Original Rovi Collection. Khi mà mình cầm hai chiếc bánh lên thì các bạn có thể thấy là cái bộ Original Rovi Collection dày hơn, chắc chắn hơn và có chất thép đậm màu hơn. Tiếp theo đó là chiếc nồi có đường kính 16cm. Với phần nắp của bộ nồi Original Rovi Collection có chất thép dày, thiết kế tay cầm bo tròn vô cùng sang trọng. Đối với chiếc nắp của bộ Fischler Pure Collection thì có thiết kế chất thép mỏng hơn, phần tay cầm thì nhỏ hơn. Khi cầm thì cảm giác nhẹ hơn rất là nhiều. Theo mình thấy thì cái nắp của cái bộ nồi Original Rovi Collection nó nặng gần gấp đôi cái bộ nồi Fischler Pure Collection á. Đối với chiếc nồi có đường kính 16cm của bộ nồi Original Rovi Collection á thì có vành rót dày hơn nè, vẫn có than đo dung tích, chất thép dày, sử dụng công nghệ đáy nồi độc quyền Coupstar. Điều đặc biệt của bộ Original Rovi Collection á là ở phần quay nồi được tán thêm một lá thép và có thiết kế quay nồi từ thấp lên cao. Theo nhà sản xuất thì quay nồi của bộ này có thể chịu lực lên đến 150kg. Tiếp theo đó là chiếc nồi 16cm của bộ Fischler Pure Collection. Vẫn có logo bên ngoài, chất thép mỏng hơn, vành rót mỏng hơn và vẫn có than đo dung tích. Kế tay cầm dạng basic và không có lá thép tán bên ngoài. Sử dụng công nghệ đáy nồi Super Thermic vẫn đảm bảo được khả năng bắt nhiệt vô cùng tốt. Tiếp theo đó là chiếc nồi có đường kính 20cm của bộ Original Rofi Collection, có thiết kế chất thép dày, vành rót rộng, in logo nồi Fischler bên ngoài và vẫn có than đo dung tích bên trong. Quay nồi thiết kế chắc chắn và được tán lá thép bên ngoài. Sử dụng công nghệ đáy nồi Scooter độc quyền. Còn về phần chiếc nồi có đường kính 20cm của bộ Fischler Pure Collection, vẫn sử dụng đáy nồi Super Thermic, vành rót mỏng hơn và chất thép mỏng hơn. Sử dụng quay cầm basic, chính vì thế mà bộ nồi Fischler Pure Collection có giá rẻ hơn rất nhiều so với Original Rovi Collection. Tiếp theo đó chính là chiếc nồi có đường kính 24cm của bộ Original Rovi Collection. Chiếc nồi này mình phải ghim bằng hai tay đó các bạn. Rất là nặng, cũng giống như các chiếc nồi khác trong bộ, có chất thép dày, vành rót dày hơn và thiết kế lá thép tán bên ngoài quay cầm nè. Quay cầm chịu lực mình nhìn rất là chắc chắn, đáy nồi Scooter bắt nhiệt rất là nhanh. Bất kỳ chiếc nồi nào Fischler cũng đều in logo và thông số kỹ thuật bên dưới đáy nồi. Chính vì chất thép dày và thiết kế chắc chắn hơn của bộ Original Rovi Collection mà nó mắc hơn cái bộ Fischler Pure Collection rất là nhiều. Rồi
có đường kính 24cm của Fiddler Privilege mình có thể rinh bằng một tay này. Vẫn trang bị thang đo dung tích và vành rót mỏng hơn, chất thép mỏng hơn, logo nổi Fiddler bên ngoài và sử dụng công nghệ đáy nồi Super Thamic. Đối với mình thì cái bộ Fiddler Privilege đã rất là cao cấp, quá là ok này, cho những gia đình có nhu cầu không quá cao về chất lượng nè. Giá cả lại cũng rất là phải chăng, mình có thể sử dụng cả trăm năm mà không hư ấy. Bây giờ thì mình cùng đi đến với chiếc nồi cuối cùng của hai bộ nồi ha. Có đường kính đáy lên tới thành là 20cm, chất thép dày, vành rót rộng, được 8 lá thép bên ngoài. Mình cảm thấy cái bộ này nó phải nói là nó nặng gấp đôi cái bộ kia ấy. Còn chiếc nồi đường kính 20cm của bộ Fiddler Privilege thì như thường lệ chất thép mỏng, vành rót rộng, thang đo dung tích và thiết kế quay cầm basic, sử dụng công nghệ đáy nồi Super Thermic truyền nhiệt nhanh. Theo mình cảm nhận thì hai bộ nồi này đều có các sản phẩm có kích thước giống nhau này, đều xuất xứ từ Germany. Có điều là cái bộ Original Rovi Collection có giá cao hơn, cho nên là chất thép sẽ dày hơn và những thiết kế quay cầm về nắp nồi sẽ dày hơn và chắc chắn hơn. Ở đó nếu như mà ngân sách của mình không đủ này, hoặc là tiêu chuẩn về chất lượng không quá cao, thì bộ nồi Fiddler Privilege là lựa chọn hoàn hảo, bởi vì nó đáp ứng đủ mọi nhu cầu, vẫn là bộ nồi cao cấp, có thể sử dụng trong thời gian dài mà không lo hỏng hóc. Nếu bạn có ngân sách cao hơn, tiêu chuẩn về chất lượng cao hơn thì bạn có thể lựa chọn Original RV Collection, vừa sang trọng vừa chất lượng lại vừa đẳng cấp nữa. Video tới đây là kết thúc rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy giúp mình một share và một subscribe và một like nhé.